ông Naguat thẳng thường che bai vóc dáng Đoàn Thiên Ân, khẳng định vào được top 20 là quá xứng đáng. Mới đây, trong một đoạn clip phỏng vấn được lan truyền trên mạng xã hội, ông Naguat đã nhắc tới thí sinh của Việt Nam, đồng thời, ông cho rằng việc Thiên Ân vào được top 20 là nhờ may mắn. Nguyên văn đoạn phỏng vấn của chủ tịch, công bằng mà nói, em ấy là cô gái duy nhất trong top 20 có phần thân trên dài hơn phần thân dưới, phần hông cũng to, vì vậy việc em ấy vào được top 20 với giải thưởng Kanchi Spa ở, ở là quá được và quá tốt rồi. Không biết có vị trí nào tốt hơn cho em ấy được nữa chẳng lẽ cho Brazil out top rồi cho đại diện Việt Nam vào hả? cười, hay là cho chủ nhà out? Đại diện chủ nhà cũng đã cố gắng hết mình rồi, hoặc nếu cho em pha out thì không được. Những lời chê bai thẳng từng về vóc dáng của Đoàn Thiên Ân đã khiến cộng đồng mạng Việt tức giận, hầu hết ý kiến cho rằng nhan sắc của Thiên Ân không hề lép vế so với các thí sinh khác như ông nào quát nói. Bên cạnh đó, cuộc thi hoa hậu là nơi tranh tài về cả nhan sắc, kỹ năng lẫn trí thức. Các nhìn phiến diện của chủ tịch Miliy thực sự không hợp lý. Sau khi nhận về nhiều ý kiến ông Nawaz đã đích thân mở một cuộc livestream ngắn trên Instagram cá nhân. Theo đó, ông nhận định cuộc thi năm nay có rất nhiều thí sinh đẹp, việc Thiên Ân vào được top 20 nhờ giải bình chọn là hợp tình hợp lý. Bên cạnh đó, chủ tịch Mili ghi nhấn mạnh bản thân không quan tâm đến lượng người theo dõi, dù phẫn nộ với dư luận và cách hành xử của cộng đồng mạng Việt song ông vẫn yêu quý mảnh đất hình chữ này.